Những nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Bộ Ngoại giao khuyến cáo người Việt Nam tại Hàn Quốc tránh xa những nơi có COVID-19. Bệnh nhân cuối cùng xuất viện, Thành phố Hồ Chí Minh không còn người nhiễm COVID-19. Thành phố Hàn Quốc vắng tanh vì dịch COVID-19 bùng phát. Ông Tập Cận Bình, dịch COVID-19 vẫn chưa tới đỉnh điểm. Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 21 tháng 2 khuyến cáo các công dân Việt Nam tại Hàn Quốc không nên đến các khu vực có dịch và có khả năng chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Hàn Quốc, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao lưu ý công dân Việt Nam không nên đến các khu vực đang có dịch và có khả năng chịu ảnh hưởng của dịch mà cơ quan chức năng Hàn Quốc đã khuyến cáo. Công dân Việt Nam đang có mặt tại Hàn Quốc cần thường xuyên theo dõi và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại để phòng tránh dịch bệnh. Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ theo đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc là 8210-3622-6618. Sau 21 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Thành phố Hồ Chí Minh, ông Tạ Hoa Kiên, 73 tuổi, quốc tịch Mỹ, đã khỏi bệnh, ăn uống và đi lại bình thường và đã được xuất viện vào chiều ngày 21 tháng 2. Đây là bệnh nhân cao tuổi nhất nhiễm COVID-19 tại Việt Nam và là ca thứ 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hai ca khác là hai cha con người Trung Quốc đã được xuất viện trước đó. Theo báo cáo của Hệ thống Giám sát dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày 21 tháng 2, tổng số người được xác định mắc COVID-19 là 3 trường hợp. Đến nay cả 3 trường hợp đều đã khỏi bệnh. Hàn Quốc có thêm một ca tử vong trong ngày 21 tháng 2, giữa lúc số ca nhiễm gia tăng đột biến gấp đôi ngày trước, tập trung chủ yếu tại thành phố Daegu. Một phụ nữ trong độ tuổi 50 qua đời tại bệnh viện ở thành phố Busan, Đông Nam Hàn Quốc. Bà được chuyển đến một bệnh viện ở huyện lân cận, nơi có ca tử vong đầu tiên tại Hàn Quốc ngày trước đó. Số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc đã tăng thêm 100 ca trong ngày 21 tháng 2. Sau khi thông báo 52 ca nhiễm vào buổi sáng, giới chức y tế xác nhận thêm 48 ca vào buổi chiều. Tổng cộng, Hàn Quốc đã có 204 ca nhiễm, trong đó phần lớn ca nhiễm được phát hiện tại thành phố Daegu. Lo lắng đang bao trùm thành phố Daegu, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc khoảng 240 km về phía Tây Nam, nơi có 2,5 triệu dân. Đường xá trong thành phố vắng tanh, các hàng quán, trung tâm thương mại đóng cửa. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo, dù số ca nhiễm mới đang giảm, COVID-19 vẫn chưa lên tới đỉnh dịch, khẳng định tình hình ở Hồ Bắc vẫn đang nghiêm trọng và phức tạp, đến mức không thể lơ là. Các cảnh báo được ông Tập đưa ra trong cuộc họp của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 21 tháng 2 tại Bắc Kinh. Đây là cuộc họp thứ tư của cơ quan quyền lực nhất Trung Quốc trong vòng một tháng qua. Phát biểu trong cuộc họp, ông Tập nhấn mạnh nhờ các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa ban đầu, dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, COVID-19 đã được ngăn chặn hiệu quả ngoài vùng dịch. Số ca nhiễm mới trong và ngoài tâm dịch Hồ Bắc đã giảm, nhưng trong những ngày gần đây, trong khi số người được chữa khỏi tăng lên, theo Tân Hoa Xã, ông Tập nhấn mạnh trong cuộc chiến chống lại COVID-19, Trung Quốc đã nhận được sự ủng hộ to lớn của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Trung Quốc cảnh báo dịch COVID-19 vẫn chưa tới đỉnh điểm và tình hình phòng ngừa, kiểm soát ở tỉnh Hồ Bắc và thủ phủ Vũ Hán vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong những bản tin tiếp theo.